Chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra một cánh đồng lúa để mình share, mình giới thiệu với các bạn một nghề nuôi vịt nha. Đây là các bạn ở ngoài cánh đồng lúa ngoài kia. Đó, ngoài cánh đồng lúa ngoài đó có rất là nhiều vịt, người ta nuôi vịt thả lan đó các bạn. Không ai xa lạ gì với nghề nuôi vịt chạy đồng ở các tỉnh những nơi có đồng ruộng. Trên những cánh đồng ở miền Tây vừa thu hoạch lúa xong sẽ có nhiều đàn vịt đến để nhặt thóc và ăn cua ốc, cải tạo độ phì nhiêu của đất. Nghề nuôi vịt chạy đồng rất là vất vả, người nuôi phải chịu cảnh ăn bờ, ngủ bụi, lăn lóc gió sương. Thường chỉ có vài cái chòi tạm với vài tấm bạt tre và hàng trăm mét lưới để dựng chuồng. Có chuyến chạy đồng phải xa nhà hàng tháng, người có sức khỏe, lực lượng mới kham nổi nghề này. Nhưng bù lại, nếu người chăn nuôi chăm sóc tốt, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, sau một vụ chạy đồng khoảng 2-3 tháng, lãi từ 3-40 triệu đồng trên đàn vịt 2.000 con. Do nghề này có thu nhập khá cao, nhưng cũng nhiều người điêu đứng về nghề nuôi vịt chạy đồng. Mà ông bà ta thường bảo, muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo, muốn nghèo thì nuôi vịt. Do người nuôi không biết cách nuôi vịt đúng kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi vịt chạy đồng, để cho đàn vịt chạy đồng tốt, chóng lớn và ít bị bệnh, trước khi cho vịt chạy đồng cần tuyển ngay những con vịt có dấu hiệu bị bệnh, còi cọc chậm lớn. Trước những mùa mưa và mùa nắng đến, khí hậu giao mùa ẩm ướt và khô, lúc này là lúc tác nhân gây bệnh rất cao. Vì vậy, cách phòng trị có hiệu quả nhất là tiêm ngừa vaccine theo lịch tiêm chủng và kháng sinh qua nước uống, thường xuyên bổ sung vitamin để cho đàn vịt có sức đề kháng tốt, và thường xuyên vệ sinh chuồng trại ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Trên những cánh đồng ở miền Tây Nam Bộ mới vừa thu hoạch lúa xong là có rất là nhiều đàn vịt, từ hàng trăm con đến hàng ngàn con. Nếu người nuôi cần cù chăm sóc, áp dụng đúng kỹ thuật trong chăn nuôi, phòng ngừa bệnh tốt, cho vịt ăn no đủ, sau khoảng trên dưới 3 tháng tuổi, tỷ lệ hao hụt vịt chết từ 15 đến 20% vẫn còn lời. Những lúc mà ngập nước như thế này thì vịt không có nhặt được thóc thì vịt sẽ mò cua, bắt ốc, tôm tép và những con côn trùng ở dưới nước. Vịt nuôi chạy đồng do là hoạt động nhiều cho nên thịt vịt rất là săn chắc và rất là thơm ngon các bạn. Con vịt cũng rất là khôn ngoan, nó cũng biết nghỉ ngơi, nó cũng biết nghỉ mệt. Sau vài tiếng đồng hồ lặn ngụp dưới nước mò mẫm để tìm thức ăn, thì vịt cũng mệt mỏi và kéo nhau lên bờ. Chúng nghỉ mệt và rỉa lông, thao tác rỉa lông giống như là chúng làm vệ sinh đó các bạn. Vừa rồi thì mình đã cung cấp cho các bạn một số hình ảnh về nghề chăn vịt thả đồng. Các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.